đường ra bến Bạc này. Đây này, bến Bạc này. Đây là bến Bạc này. Đây nó phải có cái biển chứ. Đây đấy. Đây này. Xuống xem cái này sức tích thành phòng làng này cho mình nhé. Cái bến Bạc nó phải có cái ấy cơ. Đây. Kiểu như thế, cái biển và cái có bến Bạc mà nó là ngày xưa các chia triều đại phong kiến là cái bến để ấy để ở cái bến để tiền thu thuế về đây mà. Đây chỉ có đây cái gương bến Bạc này. Hôm nay mình biết đây mà. Ừ, bây giờ mới biết à? Đây, bến Bạc này, đình Thượng Thụy này. Đức Long Vương Thủy Thần này. Đâu là cái di tích có một cái ấy chứ. Xuống thăm bến thế nào. À, bạn ơi, cái chỗ mà cái biển mà có cái di tích bến Bạc ở đâu nhỉ? À, hay à? Rồi, cảm ơn. Bến Bạc. Nơi mà tàu thuyền của triều đại phong kiến, tàu thuyền đi thu thuế về thường đỗ ở đây, ở bến này để vận chuyển tiền bạc của triều đình về ngân khố. Ngân khố của triều đình để chi dùng. Đó, ông tượng cây hương bến Bạc hiển linh. Hương ở đâu? Kính mít rất là sai trái. Chi chít. Đây này, có nói cái đấy không? Nước lụt lên cao đây, điều trong xã bị sạt lở tới 40 trượng. Này nói về đình làng thôi. Còn cái bến này là bến Bạc ấy. Bến này Chủ Phú nhỉ, nhìn đã thấy ấy rồi. Đã thấy đẹp rồi.